Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bếp mẹ Nhím Xù xin gửi tới các bạn một món ăn rất là thơm ngon bổ dưỡng, đó là món canh rong biển. Rong biển thì mình mua tại Hàn Quốc, thì nếu mà các mẹ tiện thì mua ở trong siêu thị cũng đều có hết. Mình lựa chọn loại rong biển còn nguyên cả một cây, còn nguyên cây đây. Ở trong có màu đen cả một cây các bạn. Một cây này dài khoảng 40 đến 45 cm. Một gói to này là 200 g. Mình mua bên Hàn Quốc luôn. Ăn rất là ngon, nó không có vị tanh như cái rong biển mà mình mua ở ngoài thị trường Việt Nam. Nếu mà nhà các bạn là có người nhà ở bên Hàn hoặc là gửi được ấy, thì mua đồ bên Hàn Quốc chính hiệu của người ta, ăn rất là ngon luôn, ăn khác hẳn. Mình mỗi lần nấu canh chỉ lấy khoảng 3 cây rong biển này thôi, 3 cây nhỏ ở trong thôi. Đây, mình đã ngâm nước và rong biển đã nở ra to, sau đó cắt nhỏ từng sợi rong biển. Từng đoạn ngắn thôi. Đây, lá rong biển rất là ngon, thơm lắm các bạn. Ngâm nước ra thì nó lại có màu xanh, xanh lục. Sau khi ngâm nước ấy, bạn chỉ ngâm độ 3 phút thôi nhé, là nó sẽ mềm ra để mình nấu canh. Còn món canh của mình hôm nay thì không phải là thịt bò hay thịt lợn băm, mà mình ninh với móng giò. Mình ninh móng giò ra lấy nước ngọt, sau đó sẽ nấu canh rong biển. Nấu móng giò và thịt gà, nước dùng rất là ngọt luôn. Mình cho vài củ hành khô vào nữa thì nước sẽ thơm hơn. Các bạn sơ chế móng giò, rửa thật sạch, bóp muối và đun nước sôi, sẽ trần qua nước sôi, luộc qua nước sôi. Xong bắt đầu với ninh móng giò. Mình ninh chắc khoảng 45 phút. Các bạn sau khi bếp sôi thì cho lửa thật nhỏ thôi để ninh riu cho móng giò thật là nhừ, để ra tiết ra nước ngọt nhé. Đây, mình đã ninh ra được khoảng 10 phút rồi. Nấu canh rong biển này thì rất là đơn giản các bạn. Canh rong biển này cực kỳ nhanh luôn. Nếu các mẹ mà muốn cho con mình ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng, vừa mát thì nên lựa chọn rong biển của Hàn Quốc. Mình thấy ngon tuyệt vời luôn ấy, rất là bổ dưỡng. Chút nữa mình sẽ cho rong biển vào nhé. Các bạn ơi, móng mình ninh đã được khoảng 45-50 phút rồi nhé. Sôi và nước rất là ngọt. Sau đây mình sẽ thả rong biển vào nhé. Đây, rong biển mình ngâm có 3 cây mà được một bát tô đấy. Mình sẽ cho rong biển. Quên không nói, nước dùng các bạn cho gia vị, hạt lên, mì chính, một chút nước mắm vào, cho dừa là ok. Sau đó mình phải cho rong biển vào để nấu. Các bé nhà mình thích ăn cực kỳ luôn. Rong biển có vị ngọt, thanh, mát và rất là bổ dưỡng. Người Hàn Quốc người ta khi là có dịp sinh nhật họ nấu canh rong biển để nấu cho nhau ăn. Đấy là món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Thơm,
mùi thơm ngọt của móng giò, của thịt gà và của rong biển hòa quyện vào nhau rất là ngon. Đây các bạn ơi, đây. Cho vào nước sôi, đun sôi, rong biển chuyển thành màu xanh lục. Đây, ngon mà ăn rất là giòn bạn ơi. Ăn giòn sần sật đấy, ngon lắm. Rồi, món canh của mình đã xong rồi đây các bạn ạ. Các bạn nên ăn món canh này ăn nóng thì ngon hơn. Dạo này trời mát mình rất là thích thiết kế những món ăn hơi hơi nóng nóng, cay cay nồng nồng. Rồi, mình tắt bếp đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công trong món canh rong biển nhé. Và nếu mà thấy hay và món ăn thật là ngon thì xin cho mình một like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đây món canh rong biển của mình đây các bạn ơi. Ngon tuyệt. Vị ngọt của xương này, của thịt gà, vị thơm thơm của thịt gà và rong biển ăn rất là giòn, bùi và ngọt mát. Chúc các bạn thành công trong món ăn rất là đơn giản nhưng mà đầy bổ dưỡng, thơm ngon bổ dưỡng. Nhất là các bé thì các mẹ chăm chỉ nấu món canh này cho các bé nhà mình ăn trong những ngày hè nóng bức thì ngon tuyệt vời. Hoặc là mùa mát này ăn cũng rất là ngon. Các mẹ có thể thay đổi bằng các món thịt khác như là thịt bò băm hoặc thịt lợn. Thịt lợn băm cũng có thể nấu với canh rong biển, hoặc là thịt gà, vân vân.